Tóm lại là ông còn trinh. Tóm lại là ông còn trinh. Thì ok là vậy. Trời ơi, bộ chốt vấn đề 43 tuổi còn trinh không nội ơi, thiệt tình. Nhiệm vụ đàn ông phải lo cho mình, ok? Ồ ok. Không, cả hai giờ mình là đồng đẳng rồi mình. Mà tôi cứ nói vậy đi. Ok, cuối. Bắt hít đất thục dầu gì đó, đọc lớn lên. Ồ mà cho anh tôi gửi một hôn trên tay của anh nha. Rồi, cảm ơn em. Cát Tường xin chào đón quý vị và chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một cặp đôi như thế nào đây? À, anh chàng trai đã ngồi đây chờ đợi rồi, rất là căng thẳng. Cười lên anh ơi. Đó, hồi nãy anh nói chị Tường dữ quá. Và bây giờ Tường sẽ ra ngoài và mời bạn gái của ảnh vào nha. Rồi, ghế đây, ngồi xuống đi kìa. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Dám nói tôi dữ ha, tôi sẽ dìm hàng cho coi. Được thôi, rồi, chào anh. Bây giờ mình sẽ... Tường. Nhìn đi, nhìn kỹ coi dữ không. Thôi, ở ngoài thì tuyệt vời. Tuyệt vời. Rồi, giờ anh giới thiệu về bản thân mình đây nè. Chào Cát Tường, chào bạn gái bên kia và chào mọi người. Mình tên là Nguyễn Huy Đạt, 34 tuổi. Cách đây 9 năm, hiện tại là 43 tuổi. Rảnh ghê á, là sinh năm 78. 77, 77. 77. Bằng tuổi tôi đó. À, tuổi con rắn đó, lên đường tình duyên á, chị Cát Tường. Rồi, mình quê ở đâu? Thì quê mình hiện tại là cũng ở Sài Gòn, Hồ Chí Minh luôn. Mình ở quận Bình Tân. Hiện tại mình cũng làm về cái mảng IT, cũng quản lý hệ thống máy những đơn vị ở cũng ở trong Sài Gòn á, chị Cát Tường. Còn em chào chị Cát Tường. Em chào anh Nam bên kia. Chào em. Em tên là Nguyễn Thị Kim Ánh. Thì hiện tại em làm việc ở Sài Gòn. Quê em thì ở Long An. Rồi mình đang làm việc ở đâu anh? Dạ em làm việc ở quận 12 á chị. Dạ em làm bên website á chị. Ồ sao hình như nó cũng có cái gì đó giống cũng giống công giống nghệ, về máy tính. Anh năm nay nhiêu tuổi cưng? Dạ em sinh năm 1983 chị. Điểm mạnh điểm yếu của cưng là gì anh? Trong công việc á thì em rất là cẩn thận, theo ý mình đúng ý thì mình mới hài lòng. Yếu thì em là dễ bị lạc đường á chị. Mình có khó tính trong công việc không? Bình thường á chị. Bình thường hả? Rồi thế còn Đạt thì là điểm mạnh điểm yếu của anh là như thế nào? Điểm mạnh của mình á thì mình hòa đồng, mình thân thiện, nói chung là thích nói chuyện mọi người, giao tiếp mọi người lắm. Và cái điểm yếu là mình khi mình trầm quá, nó thứ hai cái giọng mình không có hay. Trầm tính hay là trầm giọng? Trầm tính đó. Trầm tính sao nó thích nói chuyện với mọi người? Thì thích để tại vì tính mình trầm quá mình thích nói chuyện nhiều hơn đó, mình chỉ bên ngoài thôi. Chẳng như về nhà tính mình sẽ trầm, nó không có theo từng giai đoạn. Mà tính trầm thì nhiều hơn. Đôi khi là mình hơi bừa bộn về cái cuộc sống. Nó cũng đồ đạc nhiều lắm, sửa máy tính thì đồ nó quá trời quá đất luôn. Bài bữa đẩy nhà luôn phải không? Chính xác là vậy. Vô mà có kiếm cái chỗ ngã cái lưng cái không có luôn. Không phải chừa ra chỗ kia chứ. Bên đây. Tình duyên sao? Em thì cũng có quen được một mối tình do người nhà làm mai á chị. Rồi nhưng mà cũng không có hợp, quen được một năm. Không hợp cái chỗ nào? Do ngày xưa thì em cũng có một số vấn đề về công việc đó, rồi em cũng không có muốn ảnh là, tại vì ảnh thì ảnh lo nhiều quá đó, thì mình cũng không có muốn là mình làm gánh nặng cho người ta. Lo nhiều quá là lo gì? Ý là cái công việc của mình nó không có được tốt á thì người ta sẽ lo lắng cho mình nhiều hơn. Rồi. Trời ơi, em con gái mà em sợ chi mình vô duyên vậy. Là... không trách nhiệm ta phải lo cho mình cũng đâu có cần người ta gì đâu, người ta ví dụ khi cũng giúp đỡ cái tinh thần rồi, cái đó là trách nhiệm của người bạn trai. Tự nhiên cái mình rục rịch công việc, cái là mình sợ người ta lo cho mình, cái mình chia tay. Đôi lúc có trong cái cuộc sống không phải là riêng người bạn trai có trách nhiệm với người bạn gái, mà cái người bạn gái cũng vẫn có trách nhiệm với người bạn trai. Đó là hai người hiểu nhau. Đúng rồi. Hiểu nhau rồi mình sẽ cái gì cũng nói chuyện được, quay lại thì mình ok, hai người sẽ giúp đỡ nhau nhiều chứ. Nhưng mà nhiều khi cái chuyện tiền nó cũng dễ làm chia tay. Cái chuyện tiền mà khó nói á, vượt lên nhiều thứ nó mới đến được, nhân duyên nó mới đến được. Còn nhưng mà lần sau là đừng có vụ đó nữa. Nhiệm vụ đàn ông phải lo cho mình, ok? Ok. Không, cả hai giờ mình là đồng đẳng rồi mình. Mà tôi cứ nói vậy đi. Ok, good. Good, không phải good, không phải good nữa. Rồi, tình trường của anh sao? Thì các từ thì mình cũng có hai cái mối tình. Mối tình đầu tiên là cũng 53, 55 tuổi, mối tình đầu tiên. Mình tham vui, gia đình lúc nào cũng có vui hết trơn, niềm vui rất nhiều. Không giờ mình nghĩ cái chuyện là phải có bạn gái hết trơn á. Khi má mất được một năm thì mình thấy là chắc cũng hơi buồn buồn. Rồi mình mới kiếm được một cô bạn. Thì cô bạn đó thì mình quen cũng được tầm có 4 tháng thôi. Thì cả hai người là không có đến với nhau được, tại vì do là cái lối suy nghĩ sống cuộc sống của mọi người khác nhau nhiều quá. Tháng chắc cũng chưa có gì đậm đà mặn mà chưa. Thì chủ yếu là mình đi chơi rồi nắm tay nhẹ nhẹ thôi.
Ở mối tình thứ hai thì là cũng là một năm sau thì cũng quen cô bạn này cũng bằng tuổi. Nói chung thì cả hai nói chuyện cũng được, nhưng mà điểm cái là nói chung là cô bạn nó còn hơi nóng tính quá đi, đôi khi là hơi cổ hơi làm cho mình thấy hình như là áp lực. Thứ hai là cổ như là cái người sau này khi mà về là có thể là cái sự xung khắc giữa hai người rất là cao. Thôi mình nghĩ chắc hơi khó đó. Quen được bao lâu? Cũng được 6 tháng. Thân mật hơn được chút. Hơn được chút, ok, vẫn đi nói đi ăn chú nói chuyện này cũng ok. Nhưng chỉ mất với bạn là hai người nói chuyện với nhau thôi, thì hai người cũng xem tuổi á. Thành ra là không có cái vụ đụng chạm ở đây. Tóm lại là ông còn Trinh. Thì ok là như vậy. Trời ơi, bộ chốt vấn đề 43 tuổi còn Trinh ông nội ơi, thiệt tình khổ ghê vậy đó. Tại vì xưa nhà khó lắm, đâu có dám mà có gì mà sơ hỏng chân đâu là bị chữa chết. Lấy vợ nha. Trời ơi, buồn lắm hết chứ. Đợt này quyết chiến nha, quyết chiến quyết thắng nha. Ok, cái chữa tư. Cố gắng lên, càng mà có khó tính không? Không, mình rất là dễ tính hết chứ. Không, tôi nghĩ mấy người ế già già là dễ khó tính. Nhưng mà chắc là do cái sự mình gặp gỡ gì nọ như chưa hợp như cái mình á, làm cho mình là mình không đến với họ thôi, thực sự không. Tại mình chơi rất nhiều bạn mà. Nếu mình chơi được nhiều bạn thì tính mình cũng cởi mở chứ đâu nó khó tính đâu. Mình muốn tìm một người vợ tương lai là như thế nào? Thì mình thích một người bạn là họ có sự hòa đồng, vui vẻ, thông minh chút xíu, đảm đang chút xíu. Cái chút xíu đó của ông mới khó đó, trời ơi. Thông minh xíu, đảm đang xíu. Chút xíu thôi mà chứ đâu cần xíu nhiều. Khó nhiều thật nhiều mình nói là chẳng như là có này có kia, chút xíu thôi. Gia giảm thêm á, chẳng hạn như là khi không có cái này thì thêm chút xíu vô chứ không cần là nhiều nhiều mức độ vậy. Ngoại hình. Ngoại hình thì tương đối là được. Từ tương đối nó cũng mệt lắm. Tương đối là sao, cao thấp mập ốm như thế nào? Cổ điển hiện đại hay là mỗi thứ chút xíu? Mình nghĩ thì cao thấp một lùn không quan trọng. Quan trọng á. Có một chút quan trọng á. Lùn cũng có sinh thì của lùn mà. Mà nhưng mà giờ mình thích cái gì? Thích lụng hay thích cao? Thích mập hay thích ốm? Đừng nhìn nó giống tôi, người giống tôi là tuyệt chủng rồi. Thì chắc từ là cũng tương xem tương đối á. Trời ơi, mỏng lướt thật vời vợi. Được rồi, vui thôi. Bên đây em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em cần tìm một người là họ chân thành, tôn trọng em và tôn trọng vào yêu quý những người xung quanh, sống hòa nhã hòa đồng với mọi người, vui vẻ hài hước, em thích vậy. Rồi gì nữa? Ngoại hình em cũng không có quan trọng quá về ngoại hình, vừa vừa là được rồi. Vừa ha, một người là coi như là tương đối, người vừa vừa rồi. Rồi đâu đưa chị coi cái hình coi. Dễ kiếm đi, cổ rộng á. Thường Ánh có thích trang điểm không ta? Đây lựa đi, có ảnh nó chổng đó. Thích cô nào? Mình nghĩ chắc là cô ở giữa. Do cảm nhận hay do suy đoán hay do tính toán hay do cái gì? Tại vì tính của ảnh là trầm. Cô này là vui nè. Cô này là ấy nè. Cô này là tròn, cô này tròn thì có thể là cô đã có gia đình rồi. Ủa tròn là có gia đình rồi hả? Phân tích hay ghê. Nhìn cái hình vậy biết cô này vui. Nhìn này biết cô này tròn có gia đình rồi, cô này trầm. Rồi anh giữ cô trầm đó đi. Bên đây này. Rồi giữ nguyên hiện trường nha. Rồi thôi được rồi, mời hai người nhìn về cửa trái tim. Chào bạn. Dạ chào anh. Chưa có mở ra đã chào. Đáng là chính xác đó. Tại vì cái cô ở giữa là đúng là về ảnh đó. Em sao? Anh em đoán sai rồi. Đoán sai rồi. Chưa? Trời anh nó đúng mà, dễ gì mà. Tại các bạn kia đã không đẹp trai bằng anh. Được, một điểm tự tin là điểm cộng. Ôi, nè, tự tin quá. Anh hôm nay anh đi thì anh có đem theo một món quà để gửi cho anh. Đứng đây, đúng rồi anh. Dạ. Em cũng có món quà để gửi anh. Dạ. Rồi anh cảm ơn anh nha. Ý nghĩa món quà đi anh trai. Thì phụ nữ thì anh hoa hồng phải trao cho nữ. Ủa có đó bông hồng hả em? Hồng này nè. Mỹ phẩm. Trời ơi, tự nhiên la bông hồng, tôi tưởng đâu mà. Mà ra anh có cuốn sách. Sách gì vậy cưng? Đẹp có phong cách chị. Thực sự anh nãy như chị Cát Tường nói đó là có vẻ là anh khó tính. Thật sự thì anh không thích những bạn xăm sơ nhuộm sữa. Không, mình không đụng chạm tại vì cái đó là cái sở thích của mình thôi chứ mình đụng chạm với ai. Mọi người có cái đẹp riêng. Ở đây không có xăm sơn, đụng sữa gì hết trơn á. Ok rồi đó. Dạ dạ. Người ta kiểm sách này thì cũng nói chuyện là vì cái về tâm hồn thì nó vẫn là hay hơn. Với đặt tâm hồn thì nét xung phấn ngoài thì nó chỉ là nhất thời. Còn với đặt tâm hồn thì nó sẽ lâu dài hơn. Rồi thôi vui quà ta đi. Không xăm sơn đụng sữa rồi ha. Nhuộm sữa tôi có hết á. Cái từ này nét đẹp truyền thống, hiện đại xíu.
truyền thống hơn đại xíu. Em tặng cho anh cái viết để có gì mình hỗ trợ trong công việc thêm cho tốt hơn. Ghi nhớ thêm. À, ghi nhớ thêm hả? Rồi ok, cảm ơn anh rất nhiều. Ý nghĩa người ta đơn giản hết sức vậy đó. Được rồi, bây giờ các Tường sẽ dành riêng thời gian cho hai anh chị ha, cho đôi bạn trẻ tìm hiểu nhau và cùng thưởng thức một cái buổi ăn trưa. Xin mời. Ít phút nữa cho Tường quay lại nha, trò chuyện nhau thật là kỹ. Rồi thời gian như vậy làm bài của anh là có thật nhiều thời gian không để chẳng như đi chơi với bạn bè du lịch này nọ? Cũng có anh. Dạ. Thì đa phần mình chỉ làm giờ hành chính thôi. Giờ hành chính thôi. Được, thứ bảy chủ nhật có anh được nghỉ ngơi gì không? Dạ em được nghỉ ngày chủ nhật anh. Chủ nhật hả? Ừ. Hiện tại là anh đang trọ gần đâu? Quận mấy? Em ở quận 12. Quận 12 hả? Dạ. Thì chắc đó còn chắc gần anh á. Thường anh có thích đi chơi chỗ này chỗ kia không? Chẳng như là du lịch chẳng hạn. Đi ăn uống. Dạ, thì cũng có anh. Có dạ. Hả? Chắc ít đi ha? Dạ, cũng hơi ít đi. Chắc bữa nào anh dẫn đi. Thì Sài Gòn cũng nhiều cái được đặc trưng là ẩm thực cũng khá nhiều. Dạ. Anh có thể nói về anh đi. Dạ, em thì cũng vui vẻ. Cũng dạ, thì những người mà dạng như là mới gặp á thì em cũng hơi ít nói. Ít dạng như mình cũng chưa có cởi mở được á. Nhưng mà ví dụ như những người thân quen á thì cũng vui vẻ. Em hay về dưới quê không? Dạ thường lắm anh, cỡ cuối tuần, thường cuối tuần là em hay về một tuần, hai tuần lại. Chắc là ba mẹ vẫn còn hả? Dạ ba em mất rồi anh, chỉ còn mẹ. Mẹ anh lớn tuổi chưa? Dạ cũng lớn rồi anh, nay 83 tuổi. Ồ mẹ lớn tuổi ha, vậy chắc là nhà phải người chăm á. Dạ đúng rồi anh. Út bỏ đi vậy sao mà chăm mẹ? Dạ có chị, anh chị á nha. Chị hả, ok em. Anh thì thường anh thích làm gì rảnh? Anh thì hồi xưa thì anh cũng hay thích gặp bạn bè lắm. Thì anh thì bạn khá nhiều. Cuối tuần thì lúc nào cũng có bạn mời đi ăn uống này nọ đó. Thì hiện tại bây giờ anh thì cũng ít bạn rồi. Ở nhà thì anh thường là chơi với lại mấy anh em. Cuối tuần thì mấy anh em gặp mặt lại nhau đó. Rồi nói chuyện chơi, rồi ăn uống xíu. Thì nhà anh thì sống, mọi người sống rất hòa đồng. Rồi anh sống gia đình, riết cuộc sống anh vui quá. Được khi là anh cũng quên cái chuyện mà mình phải kiếm niềm vui riêng. Hay qua lại thì thời gian nó còn trôi khá nhanh. Chả như anh thấy anh như vậy thì em có sợ về cái tuổi tác hay không? Cũng hay có nói em ha. Dạ, cũng không có nhiều khoảng cách, cũng không có nhiều. Dạ ok, không sao em. Nói chung tại vì anh với anh thì chưa có gặp nhau nhiều á, thành ra cũng chưa trao đổi để mình biết nhau nhiều hơn. Chả như anh thích ăn thì bữa nào anh sẽ dẫn anh đi ăn này nọ. Dạ. Thì anh thích ăn những món gì? Em thì cũng đơn giản anh chứ đơn giản hả? Dạ. Dê nè, cừu nè, hay những món này lạ. Dạ không, em thì thích ăn những cái món bình thường thôi. Xem mì vậy, anh thích ăn chay không? Dạ có anh. Vậy chắc ăn chay là một tuần là 4 ngày đó hả? Dạ một tuần 2 ngày anh. Có khi tuần 4 ngày nhưng mà thường thì tuần 2 ngày. Có vẻ là anh là hiền đó ha. Không, dạ không, 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 không anh động gì trơn á. Ta ăn chay mà đủ ăn cừu, ăn đồ xong đủ ăn thịt cày luôn đi. Không, mình chụp ngon lắm chơi, chứ chị gắt thường à. Ok, thì ăn chay cũng được, món chay ở Sài Gòn muốn nhiều mà. Có vấn đề gì? Mà em đi có ai đi theo không cưng? Dạ có một chị bạn. Chị bạn. Còn mình đi có ai đi chung không anh? Chị Tư, tại mình có bạn, mình kẹt việc cái chị Tư là bạn không đi chung được. Rồi mời bạn của anh vô trong này em ơi. Tết này có ai thành đôi không ta? Có chứ. Nhiều vị ngon phải nhân đôi. Aji ngon cho món Tết đậm đà vị đâu, ngon lấu hậu vị. Có Aji ngon, Tết ngon nhân đôi. Ajinomoto. Rồi, giờ giới thiệu về mình nha, em chơi với ảnh là mối quan hệ như thế nào chị? Dạ, em là hàng xóm, năm nay em sinh năm 78. 78 là 43, 42, nhỏ hơn đứa hai đứa mình 1 tuổi. Dạ, dạ. Hôm nay bình thường thì mình chơi ở xóm, mình thấy ảnh là như thế nào? Bình thường thì nói chung là ảnh mẹ ở thì cũng chưa được lâu lắm, nhưng mà em thấy nó hiền lành, nó ít nói lắm. Không có trai hả? Em cũng kiếm người làm mai nhưng mà tại cái tuổi anh nó muốn nhiều hơn cho nên không có. Nghĩa là muốn quen người lớn tuổi hơn á. Muốn người thì lớn tuổi hơn. Cho nên là chững chạc, phải dạng như là phải chín chắn trưởng thành. Em muốn lớn hơn khoảng bao nhiêu cỡ anh này vậy được chưa? Khoảng nhiêu tuổi không em? Được chưa? Như vậy được chưa? Dạ được rồi. Vậy là ok rồi. Ok rồi, hợp lý rồi.
Thế hôm nay em nhận xét ảnh anh trai như thế nào? Dạ em thấy anh cũng được, còn nữa thì hai người tự quyết định. Thật ra tuổi này mà trai chưa gỡ vợ, gái chưa chồng là cũng hơi hiếm á. Dạ. Đúng không? Mà tại sao ông này giờ tới này mà ông chưa có gia đình thì ông cũng thuộc loại hiếm luôn. Cho nên là em, nếu em có cảm hứng thì em phải tìm hiểu, em khám và phá. Chứ người ta là cũng còn trai nheo nhẽo đó. Đó, thấy không? Thì anh hiền lắm, đừng có khám phá anh. Quan trọng đàn ông vẫn là cái người chủ động. Để em gái nó dù sao cũng nhỏ hơn mình mà nó cũng chưa có kinh nghiệm luôn. Vậy dắt em bạn gái đi. Rồi, em còn muốn nói gì với cặp đôi này nữa không? Em nói là nếu như anh mà muốn quen anh thì anh có thể chủ động. Tại vì anh nó hiền, nó nhút nhát lắm. Không, thì thường nói phụ nữ nào cũng về hiền hết trơn. Nhưng mà thường là về xong là mọc nanh. Thì chừng nào mọc nanh thì mình tính sao? Mọc nanh thì nói chung là cũng do mình nữa, người ta mới mọc nanh được. Nhưng mà người phụ nữ của mình phải mọc nanh mình mới thành người. À, là thay má ta dạy ta nên người đó. Đúng rồi, bây giờ má mất rồi mà không có người phụ nữ mọc nanh bên cạnh thì anh thành cái gì? Cũng hay ha. Đúng rồi. Rồi, chị cảm ơn em nha. Dạ. Rồi, để coi hai bạn này tiếp tục với nhau như thế nào. Đây, bóc bài chơi. Này gì từ? Không phải bài thiệt đâu, bóc đi. Có thưởng hả? Yêu cầu chương trình ở trong đó đó, bắt hít đất thuộc dầu gì đó, đọc lớn lên. Ồ. Oh. Các bạn nữ. Thì đọc lớn lên đi. À, bạn nữ hãy chọn một trong ba hành động sau để thể hiện với bạn trai. Một là nắm tay, hai là ôm bạn trai từ sau, hai là vuốt tóc bạn trai. Ba là vuốt tóc bạn trai. Rồi nói cảm xúc, chọn đi em. À, chọn cái số 1 đi chị. Số 1, nắm tay, rồi bước qua cho người ta đi chứ không lẽ bắt người ta đi qua nắm tay nữa. Thiệt lời, muốn chết rồi hả? Rồi. Rồi anh cũng mến tóc tiền nha. Nắm, trời nắm 30 giây người ta mới cảm nhận người ta. 10 giây đủ rồi, 5 giây đủ rồi. Đừng tào lao. Tay anh hơi lạnh. Ok, tay của anh rất mềm. Người ta nói cảm xúc chứ bộ anh nói sao mà. Cảm xúc của em như thế nào? Tay hơi lạnh. Em có run không? À, dạ hơi run. Vậy thôi đó hả? Dạ. Có lạnh, có run. Rồi mời em. Đây, bóc một lá đi cưng. Rồi đọc lớn lên. Coi cái gì ở trọng. Em hành hạ ảnh cho chị coi. À, cái này mình đổi được không chị? Chị đọc lên đi. Ok, đổi được. Đổi cái gì mà đổi, đọc lên coi. Chàng trai bế cô gái trong 15 giây thể hiện sự khỏe mạnh. Dạ anh không khỏe đâu ta. Anh thấy sao anh? Wow. Wow. À, tại vì mình mới gặp nhau thôi, khi mà dạ. Tác dụng chẳng không hay, chắc chị có thường cho bạn đổi. Tại vì ánh cũng hơi hiền đó. Dạ. Người ta mà gì tôi không phải gì cổ hơi hiền mà tôi thấy cổ mặc váy. Rồi cho em ưu tiên đó nha, chứ đó giờ chị chưa bao giờ cho ai đổi đâu đó. Đúng không chị? Lần này là phải đáng chịu nha. Đặt cấp cho em rồi đó. Chàng trai xin phép nắm tay, sau đó hôn tay cô gái rồi nói cảm nhận. Trời ơi lời quá. Ok. À, chảnh, anh chảnh nắm tay em nha. Ok, khi anh nắm tay anh thì có vẻ là tay anh cũng mềm và ấm. Cũng chung là tay anh thì nó hơi lạnh quá. Ở gặp anh này thì còn hôn nữa cha. Hôn. Ừ, xin ta đi. À, chắc anh sẽ gửi một nụ hôn trên tay của anh nha. Cái cảm ơn. Ủa nó cảm nhận nổi. Bàn tay nhẹ nhàng, thơm. Oh, tuyệt vời. Có điện cảm không? Này. Có cảm xúc không? Oh, cảm xúc nhiều quá chị Cát Tường. Về chỗ. Nói chứ vui, lâu lâu mình mới gặp được người bạn cùng trang lứa của mình mà còn bị ế nên mình thấy vui á, phấn khích trong người, không phải mình ế. Cho nên hơi chọc ghẹo ảnh chút. Ai biểu đầu tiên vô, mọi người đăng ký tham gia chương trình đầu tiên trước khi ghi hình phải đút lót cho bà mối Cát Tường, đừng có cà khịa. Nãy ông nói Cát Tường dữ quá, ông bịt mắt, ông nghe tiếng tôi, ông nói tôi dữ quá bởi vì nãy giờ ông bị tôi chơi quá trời luôn. Trên hành trình theo đuổi đam mê, tôi chọn cách đối mặt với thử thách bằng năng lượng tích cực. Red Bull, năng lượng tích cực, hút tung thách thức. Vui không em? Chị vậy để cho em thoải mái hơn xíu, cho em dễ để mình chia sẻ. Giúp anh đó. Dạ, cảm ơn chị Tư rất nhiều. Giúp nhiều. Cái quyền quyết định là ở hai bạn ha. Chương trình chỉ tạo cho mình một cái cầu nối thôi. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Ok. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Rồi, tuyệt vời, dễ thương. Rồi, nắm tay nhau đi nè. Bây giờ quan trọng nè. Hồi nãy là chương trình bắt buộc, còn bây giờ là sự thật. Khi bấm nút hẹn hò, mình hãy trao nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp mặt.
Trời ơi, ông che lại nữa, ông che thấy mệt, ông ghê vậy đó. Rồi, xin gửi tặng Ánh món quà của chương trình làm kỷ niệm nắm tay nhau. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son ly không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Một anh chàng rất là dễ thương, một cô bé cũng chưa có kinh nghiệm trong tình yêu và hy vọng rằng họ sẽ dìu dắt nhau tìm kiếm những cái cung bậc cảm xúc trong tình yêu, và chúng ta sẽ theo dõi và chúc phúc cho họ quý vị nha. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi ạ. Chúng ta tạm biệt thôi và hẹn gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Khi mà ghi hình á thì em thấy là hơi rung, hơi hồi hộp, cũng hơi lo lắng. Anh thì trước khi chuẩn bị vào ghi hình thì anh chuẩn bị cũng khá nhiều thứ cho sự chuẩn bị chu đáo, như là về quần áo, về những yêu cầu của bên tổ chức đưa ra. Nói chung là nó cũng hơi có gì đó, nó hơi bận bị xíu thôi, mình để cho cái đó nó trọn theo chương trình. Ok. Nếu mà anh thì tại vì anh cũng gặp chuyện lần đầu đó, thì nói chung là anh lớn rồi, cảm xúc cũng bị chay rồi, nên là anh nghĩ là chẳng có điều kiện thời gian nữa, anh sẽ gặp chị anh để trao đổi hơn nhiều hơn, thì vì đó phải cần thời gian chứ không làm như là gấp rút đến mức độ như vậy. Chị anh thì vẫn là chị dễ thương mà có thể nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Anh nghĩ thì anh chị anh sẽ đi ăn uống cà phê, thì tại vì mới gặp nhau thì anh nghĩ trước cứ nói chuyện đi, đi ăn uống này nọ, có chuyện nên nói nhiều hơn. Đó thì chắc là như vậy. Sau đó thì nếu mà được thời gian nữa thì đi chơi đâu đó, về nhà anh sẽ về nhà chị anh chơi, rồi anh sẽ mời chị anh qua nhà anh chơi. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung.